chào nha. Này cái máy này về An Giang sáng khách qua lựa rồi sau đó chốt hợp đồng, giờ mình giao về bển. Con này giờ nằm trong lô máy về ngày 4 tháng 2 á, về 7 chiếc á. Giờ bắt đầu lên máy. Bác nha, hôm nay là ngày 6 tháng 2 2017, thì ngày 4 á, mình có dựng một lô hàng 7 chiếc á, giá rẻ tầm từ 220 đô lên á. Thì nói đây giờ là mình không quay video được do mình còn đi về quê, cho nên chưa quay đi video cho các bác xem được, cho nên mình nay làm clip này để mà cho các bác cập nhật tình hình số lượng máy thôi. Đây số lượng máy rất là nhiều luôn, phía trước cũng còn 3 chiếc nữa. Những chiếc mà mới về nè, bắt đầu trong đây luôn. Con 95 là chuẩn bị đi đây, hai con kia đang hạ bộ. Còn khoảng 20 mấy chiếc lận, 22-23 chiếc lận. Thích video của mình trên kênh YouTube á, trên kênh Lê Nguyên Huynh của mình á, thì các bác hãy nhấn nút đăng ký và subscribe, nút đỏ phía dưới á, phía dưới đây nó có cái nút này. Nó hoàn toàn miễn phí nha, các bác sẽ nhận được thông báo về những video của mình, tình hình lái hay là mình quay từng chiếc á, thì các bác ở xa xem. Rồi xin chào, cảm ơn. Rồi chào buổi sáng Tết các bác nha. Hôm nay các bác có khỏe không? Mình thì tối này mới về một lô hàng mới 7 chiếc nữa. Hiện tại giờ trong kho mình thì có khoảng 22 chiếc. Ở trong Tết các bác nào muốn đi xem máy thì cứ đến tự nhiên nha. Đây là nhà mình cho nên cứ đến coi thoải mái. Máy đủ loại đủ giá hết, các bác muốn mua cỡ nào cũng có hết, tùy theo chất lượng của máy thôi. Mình có update từng video từng chiếc á, ở trên kênh YouTube của mình á. Các bác vào đó các bác xem những video chi tiết về từng máy luôn. Còn giá cả thì các bác cứ coi số khung mình ghi á, rồi các bác cứ nhắn tin. Mình sẽ báo giá lại và kèm với theo chính sách khuyến mãi mà mình đang áp dụng. Hôm qua có gì một con cực kỳ đẹp 85 giờ mình để hơn trước á.
hai mấy cái đẹp thì mình để trước không à. Thì để chút nữa có gì mình sẽ quay sơ sơ cho bác xem. Hiện tại giờ máy cày thì mình cũng có một số chiếc đây, 3608 hàng đẹp, 4508, 6000 có một cặp, 47, 45. Đây là chiếc 70G đẹp nè, thường thường mấy chiếc đẹp mà để trước với cái máy mới. Đây là cái máy đẹp hôm qua đây, máy đúng 85 giờ luôn. Xích bọng của nó đây. Đây là máy hát nha các bác, máy xịn nha. Đây. Đây là bông chụp của nó đây. Địa chỉ công ty mình là ở Vĩnh Long nha các bác, tỉnh Vĩnh Long. Đây địa chỉ đây, 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Các bác nào có nhu cầu ở xa đến xem thì cứ xem video từng máy trước. Thì trong mình không có thiếu máy đâu, chỗ nào cũng nhiều máy cho các bác lựa. Thì cái giá dao động của mấy cái máy 70 á thì nó từ 250 cho đến cỡ 400 tùy theo máy. Còn như những 95 á thì nó khoảng 390 đổ lên. Ví dụ như mình cũng đang có hai con rồi. Con này thì nó đây, nó 400 triệu. Cái này mình bao hạ bồn nha, mình bao hạ những cái máy G đó, mình sẽ bao hạ xuống bồn hứng lại cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác nha. Tối mà tối mệt rồi mới về tiếp thêm được 3 con nữa. 3 con này ngày mai mình quay video clip nha. Tối quá rồi quay không nổi đâu. Bây giờ anh em xuống máy đi. Đây có một con 95G mà đẹp lắm. Các bác có nhu cầu thì tới xem máy. Làm đẹp nha các bác. Con này chắc lắm.
xuống 95 nha các bác. Gáp hàm vô đây. Rồi ngay ve, ngay ve, ngay rồi. Thắng băng rồi. Chiếc chứ các bác ở xa có nhu cầu thì các bác cứ đến trực tiếp xe máy. Đợt đầu thì về khoảng 4 con rồi, này về 3 con nữa, kho máy đây.